một số trường hợp hy hữu. Thì các mình cho các bạn xem một cái đọt, cái đọt nó rất là dài ha. Một số vườn mà mới biết làm đó các bạn, cái tơ nó sung ha, thì các bạn có thể tham khảo cái dòng này nha. Mình nói các bạn tham khảo nha, chứ mình không có kêu các bạn xài ha. Mình thằng Thái nó không có kêu xài cái rau hoa xanh này ha. Nhưng mà một số vườn mà nó bất, nói chung là khách mới đó ha, bất khả kháng mà người ta không biết, hoặc mưa dầm liên tục đó, thì các bạn biết mà, hiện tại mình không nấu nhiều, mưa dầm thì ngày nào cũng mưa, chỉ có bữa nay là nó nắng thôi. Xin chào các bạn, thì hôm nay mình đi cập nhật cho các bạn xem cái vườn mà mình đang làm. Thực ra thì cái vườn này hôm bữa cách đây là chắc lên bắt lâu rồi, cách đây 2 ngày rồi, thì có lẽ là trước đó là gần tháng thì mình vô mình coi. Thì mình vô mình coi thì cái lá nó lụa các bạn, lá nó lụa rồi. Thì chú nói là bây giờ có làm luôn được hay là không. Tại vì nếu mà bây giờ để một cơi nữa thì nó sẽ rất là trễ. Đó thì quyết định. Cây rất là lớn các bạn. Ồ cái cây này quá ha. Vừa vậy cây này mười mấy năm. Trời ơi, nhánh luôn kìa. To lên nhánh trên bự bự luôn kìa. Thì mình có vô mình xem. Mình quyết định là mình cho chú làm luôn, nhưng mà phải làm phải tốc hành các bạn. Làm phải tốc hành lắm mới được. Đó. Đó, bắt đầu mình cho chú đóng lần. Đóng lần, đóng kali, cắt tóc vô. Các bạn thấy cái cây không? À hôm bữa nó có cái hiện tượng mà mình nó bạn nắm Solani đó các bạn nhá. Đây nè, đó thấy chưa? Thế này ra ngoài mua vali, mình nhắc lại ha, ra ngoài mua gốc vali damisin 500 đóng cho là hết liền đó. Thì trong cái lô này thì nó có lớn có nhỏ nè. Thì hôm nay chú đã lên được đã lên bắt lo được 2 ngày rồi. Thì bây giờ cái đọt các bạn thấy không, cái đọt nó đã chìm rồi nè. Mình vô mình xem, tại bạn biết sao mưa quá, đây mưa vẫn còn mưa đây. Cái lá thì hiện tại cái đọt nó đen rồi, nhưng mà có một số các bạn thấy vậy nha, các bạn phải chú ý nè, làm sầu riêng là phải chú ý nè. Các bạn thấy gì chứ ha, đây nè, thấy không, đây là cái điều mà mình muốn nói nè. Cái chỗ này nha, mình chỉ nè các bạn nè, là cái chỗ này nè. À đó, nó sáng sáng đây chưa, thằng này mà nó sáng sáng là mấy thằng kia nó cũng sáng theo nha. Đó, các bạn thấy không, mấy thằng khác nó muốn sáng theo nè, cái này nè. Đó, cái này nè, này nè các bạn. Đó, thấy chưa, cái này nè. Thì cái giải pháp làm thế nào để mà các bạn mình nói nôm na là các bạn chặn cái đọt á, chặn cái đọt á, chứ các bạn mà không chặn đọt ha, nó mà xì cái đọt ra thì các bạn coi như là ăn cám luôn. Tại vì các bạn biết sao mưa rất nhiều đây, mình coi nè, nó các bạn có sai đâu ha, mưa nữa nè, mưa này thì nhân dân thì khó ngủ luôn. Mấy cây tơ á, nhất là những cái vườn làm tơ á ha, là thôi nó đi đọt miết rồi làm sao các bạn, đúng không? Còn những cái vườn già ha, nó chìm cái đọt thì thôi, một khi mà nó đã đi một cái thì thôi cũng thua luôn. Đó. Một số đọt thì mình phải coi lại nè. Đó. Một số đọt thì nó đã chìm rồi nè, nó đã đen lại rồi. Cái vườn này cái lá nó không lớn là do mình vô trễ rồi, mình mới nhận vườn cách đây có hơn nửa tháng rồi, là mình bắt đầu mình vô mình cho làm liên tục luôn đó. Đó. Nghe, 2 bữa nữa là sẽ cắt bơi. Nói chung là hôm nay thì các bạn biết mà, mưa còn rất là nhiều ha, các bạn phải chú ý nha. Chứ nó không, mình thấy là năm nay là mưa nó sẽ còn rất là khắc nghiệt hơn là ấy, tại vì hiện tại còn một cơn bão nữa, hoặc một hai cơn bão nữa, các bạn thấy nó mưa liên tục như này đó, mà mưa liên tục thì nó không quá cao thì nó sẽ cho cái đợt tiếp. Thì thay vì một số bạn thì sẽ sử dụng cái này cái kia để mà ức chế cái đọt lại, thì mình sẽ có cái giải pháp, một lát mình sẽ nói cho các bạn cái giải pháp mà mình sử dụng cho cái vườn này. Đó, như thế này. Nói chung là làm cái vườn này thì cũng vội vã, đóng lân cũng vội vã lắm các bạn, là do mà mình vô là lá là lụa rồi, đúng ra là làm từ đầu ha, một cử bệnh mình cũng không ngừa được luôn, cũng không ngừa bệnh được luôn. Hay mưa chiều mà mưa gì không à. Vườn nào cũng âm u mà ra gì không là
mưa vậy không, ngày nắng ngày mưa, có khi sáng nắng chiều mưa là các bạn thấy mệt mỏi, nó hay ra đọt ghê lắm. Các bạn thấy là bộ lá nó đã lên lần hết trơn, lần lại lên tới trơn. Các bạn chỉ còn ngày mà đợi nó kích cái đọt nó ra thôi, chứ không đợi gì chứ. Nó rong thân, nó các bạn biết cái rong thân mình cũng chưa xử lý được, cái rong thân mình cũng chưa xử lý được nữa. Nhưng mà các bạn thấy không, nó hơi sáng sáng rồi nè. À, chỗ này thì mình không phải là cái mục đích mà mình lấy chỗ này, mà mình lấy nhánh cấp 2 nè. Trái nó sẽ nhánh cấp 2 này thì ok hơn các bạn. Các bạn thấy cái mắt ngủ nó nhiều lắm. Cũng có treo một số cây tơ thì mình cho chung một cái bài luôn. Đó. Rồi cây tơ thì các bạn biết mà, nó sung thì nó đi đọt. Nó đi đọt dữ lắm thì mình éo nó lại được nha. Cây tơ thì mình éo nó lại được. Nhưng mà cây già một khi mà nó đẩy ra đẩy dưỡng lên tới nơi ha. Đó, thì các bạn thấy các bạn éo không coi giờ được nha. Có được rồi. Xin chào các bạn ha, cho các bạn xem cái giải pháp của mình sẽ đưa cho cái vườn này làm cái gì. Rồi quay trở lại cái vườn của chú nãy à, thưa các bạn, thì cái giải pháp mà đưa ra thì các bạn theo các bạn thì ai cũng vậy, thấy cái đọt mà nó chọt đi á, chuẩn bị đi á, là các bạn có mua mà các bạn đóng rồi, thì đây cũng là cái giải pháp các bạn ha. Đó. Nếu mà ai mà không có thì mình thì các bạn có thể đóng, có thể đâu nha, tại vì các bạn nếu mà các bạn đóng mà lạm dụng cái này quá là khi mà nó sâu nhiễm cháy lá ghê hùng lắm đó. Thì mà MKB thì các bạn biết là thành phần của nó là 0,2, 52, 34 mà nó còn bổ sung cái gì các bạn không kết hợp. Nói chung là mình biết cái MKB có 2 pha thì nó đỡ rồi đó, nhưng mà thì các bạn đừng nên lạm dụng nó nhiều quá ha. Cái giải pháp nhất ha. Cái giải pháp thứ hai các bạn có thể ha. Cái này là cái đây là cái giải pháp có thể thay thế nè. Các bạn có thể sử dụng cái C30 nha. Nhưng mà một cái yếu tố của nó, cái C30 này á, nó rất là mắc tiền. Đó, thì các bạn đưa vô á thì nó sẽ chìm cái đọt, nhưng mà nó sẽ mau có lại là do kali hữu cơ nha. C30 của đọt trời. Đó. Nhưng mà một phi của nó các bạn thấy không? Cái phi cái chai này hiện tại đang 92 đến 95 ngàn. Đó. Thì nó sẽ là 180 ngàn phải không ta? 180 ngàn, 185 ngàn một phi. Đó, thì nó rất là cao giá tiền, mà nếu mà cái vườn đó để đóng một lần là 6 phi 1200 lít nước thì các bạn biết nó rất là tốn tiền đó. Còn một số trường hợp hy hữu, thì các mình cho các bạn xem một cái đọt nó rất là dài ha. Một số vườn mà mới biết làm đó các bạn, cái tơ nó sung nha, thì các bạn có thể tham khảo cái dòng này nha. Mình nói các bạn tham khảo nha, chứ mình không có kêu các bạn xài ha. Mình thằng Thái không có kêu xài cái rau hoa xanh này. Nhưng mà một số vườn mà nó bất, nói chung là khách mới đó ha, bất khả kháng mà người ta không biết, hoặc mưa dầm liên tục đó, thì các bạn biết mà hiện tại mình không nói nhiều, mưa dầm thì ngày nào cũng mưa, chỉ có bữa nay là nó nắng rồi. Hôm qua mình quay cái vườn đó, nhưng mà hôm nay là mình mới làm cái video này đó. Thì các bạn biết hôm nay nó nắng, còn hôm qua là nó mưa suốt vậy đó ha các bạn. Một số bạn thì mà làm mà không đậy bạc, không đậy mũ thì nó ra rất là yếu, là do nó còn mưa lắm đó. Đó, cái này thì mình bỏ qua bên đi nha. Đó, cái giải pháp mà mình đưa ra các bạn, đây giải pháp mà mình đưa ra, đây là cái giải pháp mà mình đưa ra nha. À, cái phốt 700 mình cho anh sử dụng cái phốt 700 và cái on 279 nha các bạn. Cái hàng này hàng nhập từ Thổ Nhĩ Kỳ, nó trong đây nó có một cái lợi thế á, là cái phốt lần hữu hiệu của nó các bạn tới 51% rồi. Kali ha, kali này là 5%, nhưng mà kali này là kali hữu cơ nha các bạn. Đây kali bên đây cũng là kali hữu cơ ha. lần hữu hiệu là 27% luôn, kali hữu cơ ha. Một cái chai này mình cho đóng là 400 lít nước nè, với một cái hũ này là 400 lít, nói chung là hai cái này cộng lại ha. Thì nó sẽ là 400 lít nước hai phi đó. Thì các bạn sử dụng cái này thì các bạn không cần phải thêm combi nữa, là do trong đây nó đã có vi lượng rồi nè các bạn nè. Đây, kẽm này kia nè, bao nhiêu đây là đủ rồi ha. Mình sẽ cho nhiều vườn sử dụng nè. À, cái đây là cái giải pháp để mà mình vừa cái kèm lại cái đọt cho nó không có đen quá. Khi mà các bạn có thấy cái vườn đó là bắt đầu nó đã có tỷ lệ tầm 10% là bắt đầu nó giống cái lá lên rồi. Và các bạn phải đi đi. À, cái lá mà khoảng tầm 9 giờ sáng các bạn ra, các bạn thấy nó xanh lè mà nó bóng ha, cái đọt nó mởn lên một cái là bạn thấy nó tán, nó mưa xuống một cái nữa là rồi. Các bạn thấy nó xì cái đọt ra liền. Lúc đó các bạn trở tay không kịp là các bạn kiếm một cái giải pháp khác nữa là nó lại tổn cây mình nữa. Ha. Còn các bạn mà muốn lấy đọt á, thì các bạn cứ dằn vô cái cặp sản phẩm này thì nó sẽ là tầm 10 ngày, theo mình quan sát là tầm 10 ngày tới 12 ngày là cái hiệu lực của nó
nếu mà mưa nữa ha là hiệu lực nó tan, còn nếu mà nó nắng là nó chìm đọt luôn đó. Nếu mà những cây sung như cái vườn đó thì mình không cho lấy đọt nữa, tại nó rất là tốn tiền, tại vì vàng lá đã đủ lực rồi. Còn những cái vàng nằm vàng lá nào mà muốn lấy đọt trước sổ á thì có thể tham khảo sử dụng cái dòng này. Các bạn thấy các bạn đóng phân thuốc xuống thì nó sẽ lấy được đọt đọt thôi. Còn cái C30 này các bạn cũng có thể đóng nếu mà các bạn không có mua được cái này. Tại vì các bạn biết sao, hiện tại á trong cái lúc mà làm trái á thì các bạn phải có cái này để mà dự trù. Ít nhất các bạn cũng phải có cái này, cũng phải có MKB và phải có cái C30. Những cái bộ này là những thứ quan trọng trong lúc làm trái, để mà khi các bạn có cái tình huống nào đó nó xảy ra thì các bạn xử lý. Nhưng mình không quên nói với các bạn cứ thử sẵn trong nhà một cái chai này. Tại các bạn biết không, tình hình dịch rất là căng. Đó, thì lúc nào mình cũng thủ trong nhà, tại cái chai nó rất là rẻ. Thật sự á, là một phi này nó rất là rẻ. Tí mà tính ra là một phi nó chỉ có 150.000, hơn 150.000 thôi. Đó, thì rất là rẻ. Nhưng mà nó không gây cháy lá nha. Cái điều đặc biệt là không gây cháy lá. Cái C30 này cũng vậy ha các bạn. Những ai mà vườn ít á, các bạn có thể mua cặp này hoặc các bạn mua cái này để xài. Nếu mà ai xài ít thì có thể mua cái này ha, C30 của Lộc Trời nè. Cái hàng này thì lâu rồi mình không có nói cái hàng này, nhưng mà cái hàng này thì mình thử nghiệm rồi á. Nhiều vườn đứa một cái hàng không ạ, một số cái hàng của mình đã cho sử dụng này biết nhiều rồi, nhưng mà hôm nay thì mình có mới có cơ hội mà mình nói thôi. Tại hiện tại dịch nó cũng rất là căng đó, thì các bạn nên dự trù trong nhà lúc nào cũng có. Rằng khi mà các bạn, nói chung là các bạn biết là sao, mà khi mà một cái lá mà một nó đã giống lên mà nó đi á, nó giống lên mà nó đi đọt, thì các bạn mua thuốc mà mình gửi về đó có thể là 3 ngày nó tới, có thể 5 ngày nó tới là cái đọt nó dài ra đi một khúc rồi. Mà các bạn biết đọt mà nó dài một khúc vậy ha, nó chuẩn bị dập lá thì bạn có thể đốt đọt thôi nó mới ra bông được. Còn nếu mà các bạn cứ để lửng là ha, là một là nó sẽ ra bông rất là ít, nó ra đọt giọt ha, nó không có đều thôi, đó là rất là cực cho mình nha các bạn. Đây cái vườn mà cái vườn mà nãy các chú đó mình quay đó là mình sẽ cho xử lý cái cặp này. Nó vừa nhẹ túi tiền, chứ nếu mà các bạn đóng cặp này cũng được, nó không phải là không được nha các bạn. Nhưng mà nó sẽ mau, nó dễ, nó nhanh lắm, kali hữu cơ nó sẽ nhanh, nó nhanh cái tươi cái đọt lắm đó, với lại nó hơi cao giá đó, thì đây là giải pháp mà hữu hiệu nhất ha. Tại vì cái vàng lá mình nói với các bạn rồi đó, hôm bữa chú rất là gấp, tại vì cái vàng lá cũng chưa có được ngon ra cho lắm các bạn thấy đó. Nhưng mà chú muốn làm cho mình cũng đưa cho chú làm luôn như vậy ha. Rồi một số thông tin đưa lên cho các bạn là như vậy. Còn các bạn mà có cần tư vấn, hay là nói chung là tùy vườn mình sẽ đưa cho loại khác nhau bạn, chứ không phải là nhất thiết mình sẽ đưa cái này. Không có nhất thiết là thằng Thái nó sẽ đưa cái này. Có khi mình sẽ cho các bạn xài cái này đó, và có khi cấp bách quá mình sẽ cho các bạn xài cái khác đó. Chứ không phải là cái vườn nào mà mình cũng nhận làm, mình nói các bạn rồi, không phải vườn nào mà mình cũng nhận mình làm mình bán đâu. Là do mình phải nhìn cái vườn đó, rồi mình có thể là nếu mà các bạn mà có nhu cầu thì mình có thể hướng dẫn các bạn làm ở đó, chứ mình không nhận làm ha. Tại vì làm thì mình phải đứng ra mình coi ha. Với lại vàng lá nói chung là vàng lá nó phải đạt chủng, nó phải sung đó các bạn ha. Và hiện tại thì các bạn cũng biết là cái lượng mưa nó rất là nhiều các bạn, hiện tại lượng mưa nó nhiều lắm. Thì bởi vậy mà trong khi đó mình sẽ phải là có thể là mình sẽ phải dằn cái đọt liên tục. Mình chỉ nói chung là mình chỉ cần một tuần hoặc 10 ngày nắng thôi các bạn, có tiết đẹp là nó ra đẹp liền chứ không có gì hết đó. Mà sau mưa hoài thôi các bạn thì nó sẽ đen, rồi mình cực cái vụ đi rửa thôi đó, rồi cái đọt nó sẽ bị chọc đi nữa ha. Rồi mà mình xin thông tin một số về cho các bạn nắm. Rồi xin chào các bạn ha, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.